cháu gửi chú 200.000 nhá. Chú cầm chú ăn gì thì ăn nhá. Mặc dù không biết là cuộc đời nó sẽ như thế nào, giàu hay nghèo thì cũng chỉ có một lần được sống thôi, nên mình cứ vui vẻ lên chú nhá. Ok chú. Xin chào mọi người nhá. Em tên là Dự, việc làm Hà Nội. Thì hôm nay em cũng có đi cà phê với một vài người bạn, thì em cũng thấy chú này thật là đáng thương ấy. Thì nhìn chú cũng rất là khổ. Chú đến từ đâu hả chú? Thanh Hóa. Thanh Hóa. Thế chú bị cái bệnh bị làm sao đấy? Và sao? Bị tật. Tật à? Thế chú có vợ con hay gia đình gì không? Chưa có. Chưa có gia đình à? Thế chú bán cái này thì một ngày, chú đi xin này thì một ngày được bao nhiêu tiền? Ngày 200. Ngày 200 hả? Thế chú năm nay nhiều tuổi chưa? 50. 50 tuổi à? Thế chú có con hay cái thì không? Không có. Thế chú cứ đi như thế này thôi. Chú uống gì không cháu gọi cho chú? Không. Không uống à? Đấy mọi người ạ. Thì mọi người cứ bảo mình thế này thế kia, nhưng thật ra là mình rất là thương người. Mình cứ thấy ai khổ với mình là mình thương ấy. Nên là này thì mình gặp chú này thì cũng rất là có duyên với chú. Thấy chú thương nên là thôi, cháu cũng không có nhiều tiền đâu. Thì cháu gửi một ngày cháu xin được 200.000 à? Cháu gửi chú 200.000 nhá. Chú cầm chú ăn gì thì ăn nhá. Rồi, đấy. Thì mọi người ạ, thì hiện tại ai mà chưa có việc làm hay mà thất nghiệp ấy thì hãy liên hệ em ở kênh đi làm ngay nhá. Thì đây cháu gửi chú 200, chú ăn gì thì ăn, uống gì thì uống nhá. Bắt tay chú cái nào. Chúc chú mạnh khỏe nhá. Và phải luôn yêu đời. Mặc dù không biết là cuộc đời nó sẽ như thế nào, giàu hay nghèo thì cũng chỉ có một lần được sống thôi, nên mình cứ vui vẻ lên chú nhá. Ok chú. Chú chào mọi người trên TikTok của cháu đi. Chú chào mọi người nhá.